muốn muốn đẻ mấy em? 3-4 đứa rồi đó. Gì dữ vậy? Rồi bên kia có đáp ứng nổi không? 3-4 đứa được không bạn? Dạ chắc được chị, nhớ dùng thêm thực phẩm chức năng. Em tên là Hoàng Vinh. Hoàng Vinh, dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ, hôm nay em 22 tuổi và hiện đang là sinh viên năm cuối của Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta, xin mời bạn. Chào em. Em chào chị. Em tên là gì? Dạ em tên là Hạ, Lê Thị An Hạ. Hạ. Năm nay em 22 tuổi. 22 luôn, bên kia dạ. Cũng 22. Mình làm nghề gì hả? Dạ em tốt nghiệp khoa quan hệ quốc tế trường xã hội nhân văn ạ. Hiện tại giờ mình đã có công việc làm gì chưa? Dạ hiện tại em đang làm giáo viên ở trung tâm Anh ngữ ILA ạ. Còn bạn bên đây, bạn ngoài cái việc đi học ra bạn còn làm thêm gì không? Dạ cũng rất là trùng hợp là em cũng có cái nghiệp đi dạy. Dạ, hiện nay em đang dạy ở trung tâm Anh ngữ Planet ở ngoài Thủ Đức, ở quận 9. Dạy tiếng Anh đó hả? Dạ. Ủa bên đó cũng dạy tiếng Anh luôn hả? Dạ, hai bên rồi. Giống nhau hả? Dạ hai bạn nói chuyện bằng tiếng Anh, hai bạn nghe luôn đi. Bạn có lập kế hoạch gì cho cái chuyện hôn nhân, nhà cửa, con cái gì không? Dạ hôn nhân thì em chỉ muốn gặp ai cưới một người phù hợp và đặc biệt là có cùng quan điểm em về cái vấn đề giáo dục. Là sao em? Chị chưa hiểu cái vấn đề giáo dục là sao? Quan điểm của em giáo dục là nó phát triển con người, làm sao mà để cái người đó có thể phát triển được cái điểm mạnh của mình. Có nghĩa không nhất thiết là người này phải mạnh điểm này hoặc là mạnh tất cả mọi thứ. Ví dụ như nếu mà con em á, thì em sẽ coi thử coi là con em nó giỏi cái gì, học cũng giống như học trò của em giỏi cái gì thì em sẽ cố gắng phát triển cái mạng đó. Có nghĩa là một người có thể giỏi cái này nhưng mà sẽ yếu một cái khác. Dạ. Chứ không thể nào mà toàn diện được. Dạ đúng rồi. Bạn có đồng ý như vậy không? Dạ đồng ý ạ. Em thấy bạn nữ bên kia một người khá là hiện đại và có nhận thức rất là tốt. Bạn thích người phụ nữ hiện đại hay là người phụ nữ gọi là truyền thống? Dạ hiện đại. Dạ nhưng mà đôi lúc cũng cần một tí truyền thống. Rồi vậy là bên đây hợp luôn. Bên đây là vừa hiện đại vừa truyền thống. Đảm bảo bạn nhìn là bạn chịu liền. Nếu như bây giờ mà bạn chọn một cô gái nào đó hợp ý bạn, bạn yêu cô ấy rất nhiều, cô ấy cũng yêu bạn, dạ. Nhưng gia đình bạn không đồng ý. Dạ thì vì em cũng là con trai út duy nhất trong nhà cho nên là, nhưng mà em phải thuyết phục, cố gắng thuyết phục gia đình. Tại vì cái lý do mà thì bây giờ cuộc sống nó cũng hiện đại rồi. Còn cái chuyện mà ba mẹ đặt đâu con ở đó nó cũng không có phù hợp nữa. Cho nên là em phải đấu tranh đến cùng cái lý do đó. Nếu mà nó là không còn cái đường nào để mà thay đổi nữa thì có thể em sẽ đành phải hy sinh, phải theo gia đình thôi. Rồi, một con người hiện đại. Hy sinh theo ai? Dạ, theo gia đình. Ồ, vậy còn Hạ. Hạ, chị thấy Hạ rất là xinh, rất là năng động, rất là hiện đại mà cũng rất cổ điển luôn. Cảm nữa. Bạn kết hợp rất là gu của bạn rất là lạ. Nhưng mà như vậy mà bạn nói bạn ế thì mình lại không tin. Bạn nghĩ tại sao, lý do tại sao bạn ế? Chắc là tại cái kiểu của em nó ưng ưng dở dở, nó không có truyền thống quá mà nó cũng không có hiện đại quá. Cái tư tưởng của em thì tư tưởng hiện đại nhưng mà em vẫn rất là muốn giữ những cái truyền thống rất là hay của người Việt Nam mình. Nên là chắc là chưa có ai cảm thấy hợp với cái kiểu giờ giờ ưu ương của em. Từ đó giờ mình có mối tình nào chưa? Say nắng thì có, thích quá thích lại thì có, nhưng mà nghiêm túc để mà hẹn hò thì chưa. Là chưa có một cái mối tình nào thật sự. Vậy chưa. Hôn nhau được hôn cái nào chưa? Vậy chưa có mối tình nào nghiêm túc, chưa nắm tay với chị Hùng. Chưa được nắm tay luôn. Vậy chưa luôn. Wow. Còn bạn trai có mối tình nào chưa? Dạ tính đến thời điểm hiện tại thì em đã qua được hai mối tình. Hai mối tình. Một cái là hồi cấp 3 còn ngây thơ, cũng chẳng làm gì hết. Vậy là một cái cuộc thứ hai có làm đúng không? Dạ thứ hai thì cũng kéo dài được gần 3 năm. Làm gì chưa? Dạ thì cũng nắm tay hôn bình thường á. À, mình tự thấy mình là người có ưu điểm như thế, ưu điểm gì và khuyết điểm gì? Dạ ưu điểm thì bạn bè nhận xét là tâm lý, biết quan tâm tới mọi người. Rồi về khả năng thì em biết vẽ, biết hát. Rồi biết dạy học tốt. Nên là nếu như mà lập gia đình sau này thì chắc là con em nó cũng được giáo dục tốt. Muốn đẻ mấy em? 3-4 đứa rồi đó. Gì dữ vậy? Rồi bên kia có đáp ứng nổi không? 3-4 đứa được không bạn? Dạ chắc được chị, nhớ dùng thêm thực phẩm chức năng. Tôi hỏi có nuôi nổi không? Nuôi thì đâu phải mình em chị, cũng phải hai người họp lại chứ. Hùng nuôi. Dạ Hùng nuôi. Đó là ưu điểm, còn khuyết điểm của mình? Dạ khuyết điểm của em thì em rất là tình cảm nhưng mà khi mà nói chuyện đôi lúc rất là khô, rất là cứng và nhiều khi rất là ngang bướng. Bên đó là nói ưu điểm khuyết điểm, còn bạn tự nhận thấy thế nào? Về mặt ưu điểm thì em cũng khá giống bạn, là người cũng tình cảm, biết quan tâm người khác, biết chia sẻ,
một khi đã yêu rồi nó quan tâm rất là nhiều. Và cũng có tài lẻ như hát vẽ, có kiến thức về ngoại ngữ với lại mô tô, tại em rất là thích mô tô, thích đi phượt này nọ. Dạ. Còn khuyết điểm? Đôi khi em hơi bị dễ bị sượng, với lại có thể là hơi nhát. Hơi nhát với đối với người lạ, nhưng mà đã quen rồi thì không có gì nữa. Quen là tới luôn đúng không? Hy vọng là hôm nay bạn không có sượng nha, bữa nay bạn nấu chín luôn nha. Dạ dạ. À, vậy thì mình có mẫu người lý tưởng của mình như thế nào, mình có đặt ra cái chuẩn gì không? Cái đầu tiên giống như em nói là phải có quan điểm giáo dục giống như em. Rồi. Và phải tôn trọng em. Rồi. Và phải hiểu biết. Tại vì đối với những hiểu biết, em không biết sao mà em có cảm tình rất lớn. Và em những cái người mà em đã từng thích á, em thấy là bởi vì người ta hiểu biết rất là nhiều, nên là em ngưỡng mộ trước và em thích luôn. Rất là lưu loát, rất là năng động. Không thích điều gì ở người đàn ông? Thứ nhất là thiếu trách nhiệm. Thiếu trách nhiệm. Ừ. Cái người đó đúng là không thích rồi. Dạ. Còn gì nữa? Không đúng giờ. Nhiều khi ta trễ thì sao? Trễ 5 phút, còn không thì phải báo. Còn nếu trễ 10 phút thì sao? 10 phút cũng phải báo. Trễ được 3, nếu trễ người yêu của bạn trễ 3 lần thì bạn sẽ xử lý thế nào? Dạ, nghỉ chơi. Nghỉ chơi luôn? Dạ, người ta không tôn trọng bản thân, người ta không tôn trọng thời gian của người ta thì người ta không thể nào tôn trọng người khác được. Cảm ơn bạn, nghỉ chơi nếu như trễ 3 lần. Hiện đại hay là cổ điển? Cổ điển có, hiện đại có, áo dài cách tân đẹp. Bên kia ta mặc áo dài đó. Về mặc áo dài khăn đóng vô nha. Bên kia nói là trễ 3 lần là chia tay luôn, nghỉ chơi luôn. Dạ. Về ngoại hình, bạn có cái chuẩn gì không? Dạ, ngoại hình thì dễ nhìn là được, nhưng mà đẹp trai là cũng thế. Nếu như mà... Và đặc biệt là em thích con trai cao hơn em và hơi lớn chút, nhưng mà đừng có đô quá, nhìn rất là sợ. Đô là sao? Ý là người cơ bắp á, nhìn ghê lắm. Vậy hả? Ồ, nhìn ta tốt hết trơn, được hết trơn, mà tay chân ta cuồn cuộn là cho người ta nghỉ chơi luôn. Em cảm thấy sợ lắm, tại vì lợi như bạn nó buồn buồn mà ấy tát em cái chắc em chết. Bên đây, bên đây. Đi đát vậy. Bên đây phà ngoại hình giống Phạm được không? Vậy chắc không dám. Tại em nhỏ xíu. Dạ, à. Dạ chị Cát Tường. Gồng lên coi. Ừ, đồ quá, bớt, đồ quá. Dạ không, em cũng nghỉ tập gym 2 tháng mấy rồi chị. Không sao, được nhiêu? Dạ khoảng 1m71, 1m72 gì đó. Vậy được rồi, tại vì bên kia không có thích người thấp. Bạn không thích gì ở người bạn gái? Không thích người bạn gái xòe xòa, là nghĩa là không có biết chăm sóc bản thân. Bạn bên kia không có xòe xòa, tôi biết. Dạ. Chắc luôn. Bảo đảm, chuẩn. Dạ, cái thứ hai là không thích người bạn gái mà trẻ con quá, không biết suy nghĩ. Không hề, thấy nãy giờ nói. Dạ. Chuyện không? Còn cái thứ ba là không thích người bạn gái mà chấp nhặt nhiều thứ quá. Cái gì cũng giận, cái gì cũng giận mệt lắm. Cái đúng thì ta phải giận chứ. Thì đúng thì mình phải chịu, còn cái gì mà cũng giận, ví dụ là đi trễ 2 phút đi. Có lẽ đang chạy xe ngã tư, anh có khoảng 2 phút nữa mới tới được nha. Vì nó rất là kỳ. Thì mình tới sớm trước 2 phút đi. Dạ, đôi khi có chuyện mình không có điều chỉnh được sao chị? Đôi khi thôi, chứ mình đừng có để nó trở thành 3 lần là không được nha. 3 lần được. Dạ. Thấy bên này là quá trời tuyệt vời luôn á. Bạn mà làm quen được bạn mà hẹn hò được với cô này á thì tôi thua bạn gì, tôi đãi bạn chầu chè luôn. Trời ơi. Làm gì? Chầu chè ngon lắm à. Tình yêu lấy chầu chè đi cá. Quan trọng cảm nhận thôi. Thôi về bển đi, về bển. Ý là bên đây người ta ngon lắm, bên đây là cua. Hả? Trước khi hai đứa em thấy mặt nhau, em muốn nghe là bạn nữ hát một đoạn hát. Dạ, bằng tiếng Anh. Em hát được thôi nhưng không hay đâu nha. Rồi, xin mời bạn. I'm just a little bit girl lost in a moment. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go. Can't do it the wrong I've tried and I don't know why. Rồi bây giờ đề nghị các màn lên. Hai bạn sẽ nhìn nhau. 2 phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Em chào anh. Em chào bạn. Em chào bạn. Anh cũng được mà. Chào An Hạ. Hai người nói tiếng Anh nhau 1 phút nghe thử coi chơi cái coi. 2, 3, bắt đầu. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. So my name is Vin, and of course, although I don't have any certification about English, but I have a real passion for teaching and learning English. Mm-hmm. So I have 2 years experience from teaching English. The first time I teach English in a house of my friend. He's come from New York. Uh-huh. Yeah. And how about you? You teach him, or he gonna teach you? I support to him to teach for his students. Mm-hmm. Okay, got it.
Yeah. And actually, certificate is not important. Yep. It's just your ability. Mm-hmm. Chúng ta đang xem chương trình Nói Tiếng Anh với bạn. Thank you. Chi vậy? Chi cho loài cái mặt mình da vậy? Nói cái mặt tôi nó lãng như sao tôi không hiểu. Chi no, vậy? Excuse me. Sorry. Thôi. I am no speak English. Rồi, tiếp Việt, tiếng Việt. Dạ, tiếng Việt. Bạn có thích đi phượt không? À, rất là thích đi phượt luôn. Đi phượt luôn. Ừ. Hả? Và con cái nữa cũng thích mô tô luôn. Ồ. Oh. Thấy bạn cũng khá là cao chứ là khoảng cũng không cao đâu. Ok. Bạn thích con trai uống bia hay nhậu nhẹt gì không? Uống hay là làm cái gì thì nó cũng phải có mức độ của nó và nhắm làm sao mà mình kiềm chế được là được rồi. Không có lầy đúng không? Đúng rồi. Rồi bạn có thể uống được không? Uống được nhưng mà ít à. Ít hả? Ừ. Nói chuyện tình cảm đi, cấm nói chuyện bia rượu. Bây giờ mình hỏi bạn nha. Ừ. Còn nếu như mà bạn có con thì bạn muốn dạy con như thế nào? Nếu là con trai thì sẽ hướng theo cái gì đó nó mạnh mẽ và tự lập. Còn nếu là con gái thì sẽ hướng theo cái thiên phú của nó. Rồi. Hết giờ. Rồi. Bây giờ hai bạn đặt tay vào một nút bấm đi. Suy nghĩ nha. Chúng ta có 3 tiếng điểm. Chọn hay không chọn? 1 2 và 3. Hết thời gian. Quên, có quà tặng bạn. À, cảm ơn bạn rất nhiều. Tại hôm nay mình đi vội quá cho nên là cũng không có chuẩn bị được cái gì. Quà gì vậy bạn? Dạ, một cuốn sách. Ví dụ ta yêu nhau. Ví dụ ta yêu nhau. Dạ. Bây giờ thật rồi đó, đâu có ví dụ nữa. Thì chưa yêu mà, mới hẹn hò thôi mà. À, chúc mừng hai bạn. À, Huỳnh Thế Quảng, đến từ Quảng Ngãi. Quảng Ngãi? Dạ. Ủa mà từ Quảng Ngãi vào đây? Bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh hay là mới vào? Em vào thành phố Hồ Chí Minh học tập và lập nghiệp được 11 năm rồi. Bao nhiêu tuổi? Em thì hôm nay là được 30. Làm nghề gì? Em làm bên thiết kế thời trang. Thiết kế thời trang, thật ra rất thời trang. Rồi, và bây giờ mời bạn gái của chúng ta. Em chào chị, em chào anh Quyền Linh, chào các chào bạn. Chào bạn, dạ. Bạn tên là gì? Em tên là Thanh Thảo, em 25 tuổi. Thảo đang làm nghề gì? Em đang làm văn phòng chị. Làm văn phòng mà sao mình thấy y như là người mẫu vậy đó. Cái này mình người ta kêu bằng fashion đó chị. À, fashion, nghĩa là bạn rất thích thời trang. Dạ đúng rồi chị. À, ngoài những giờ làm việc ra thì thời gian rảnh rỗi Thảo thường hay làm gì? Thường sau buổi làm việc, thứ nhất là em thích nấu nướng, thứ hai là em thích mặc đồ đẹp và chạy đi dạo phố. Wow. Có bên đây luôn, bên đây có thiết kế thời trang làm đẹp luôn. Anh có bao nhiêu tác phẩm, có bao nhiêu bộ sưu tập thời trang rồi? Em hiện tại cũng đang làm bên kinh doanh thời trang, thương hiệu riêng nhỏ nhỏ của mình. Nên là vẫn có những bộ sưu tập nhỏ nhỏ hàng tháng để ra mắt khách hàng của em. Nhưng thiết kế thời trang cho phụ nữ hay là cho đàn ông? Nói chung là mọi lứa tuổi, mọi ngành. Tức là ai cũng dạ, ai cũng hết. Ai cũng nhu cầu làm đẹp thì liên hệ em. Rồi, tự nhận xét về mình, ưu điểm và khuyết điểm. À, trước tiên em tự nhận xét về em thì chỉ có 5 từ ngắn gọn thôi. Là em thấy em nhỏ nè, xinh, đảm, giỏi và ngoan. Ngoan với những người nào mà đáng để em ngoan. Trời ơi. Trời hay quá. Tự cái nhận câu... xét mình năm từ ngắn gọn thôi. Bên kia thấy sao bạn trai, thấy sao bạn? Cái câu mà lạ nhất là ngoan với ngoan. Những người nào mà... Sao bạn? Xứng đáng để mình ngoan. Đúng anh. Rồi. Còn những người không xứng đáng là bạn coi như không ngoan hả? Thả lì đó. Nói chung là những người nào không xứng đáng giống như người ta đối xử với mình sao thì mình đối xử lại như vậy. Đó, có vẻ... chả treo quá, chặt chém quá. Đây là hơi bị đề phòng lên. Lỡ một ngày đó mà không bị phạt lòng là tiêu. Coi như bạn đối xử thế nào giống như tấm gương rồi đó. Người ta sẽ phản lại luôn. Làm thiết kế thời trang coi như là gặp người đẹp rất là nhiều mà nói không có người yêu. Mấy ông thời trang bồ nhiều lắm, tôi thấy rồi đó. Tại vì một phần lúc mà học ra trường xong thì em làm trong thương hiệu của nhà nước. Nên là từ sinh viên tới lúc mà thì có một mảng riêng ngoài chuyên môn là hoạt động bên đoàn. Cũng là một cán bộ đoàn, từ cũng lăn lộn cũng 7-8 năm. Nên là cũng đi cũng nhiều, cũng ham vui nhiều nên chắc lẽ là do ham vui quá. Trải qua mấy mối tình rồi? Em thì chắc lẽ là ba. Ba mối tình rồi? Dạ. Mối tình đầu thì cũng là một thời học sinh trong trắng và ngây thơ thôi. Chỉ thoáng qua nhưng mà nó nằm lại ở một ký ức dài. Còn thứ hai thì bước vô sinh viên. Thì sinh viên thì nói chung là
năm sau thì đi thì cũng có quen. Rồi chắc lẽ là mối tình gần nhất là mối tình là em đi làm mà cũng để lại sâu sắc nhất, nhưng mà cũng không thể đến được với nhau. Lý do tại sao lại chia tay mối tình thứ ba? Do là bạn nữ không vượt qua được gia đình. Thì gia đình không nó là không hợp tuổi nên là không có cho quen. Em cũng cố gắng để dùng mọi biện pháp, mọi lý do để mà thuyết phục, nhưng mà do là bạn ấy không có thể nào mà vượt qua được cái bản thân mình, vượt qua được gia đình thì ok chấp nhận. Như mình nắm tay là mà nắm càng chặt thì nó sẽ càng đau thôi, thả ra chắc chắn nó sẽ thoải mái hơn. Bạn trai mình kia bạn đã bị một lần rồi. Dạ. Nếu bây giờ bạn hai người yêu nhau rồi mà về dẫn về quê ba mẹ bạn không chịu thì bạn nghĩ sao? Em nghĩ chuyện đó chắc không có đâu, tại vì ba mẹ em thứ nhất rất là dễ tính, thứ hai nữa rất là thương em, rất miễn tính. Em thích là được, có nghĩa là ai mà thương em chỉ cần làm cho em thương lại là được. Lúc nãy em chỉ mới nói ưu điểm là 5 dạ. từ, còn vậy còn khuyết điểm? Thường người ta sẽ ít khi nào tự nhận thấy khuyết điểm của mình lắm, cho nên em luôn thấy em hoàn hảo. Gì kỳ vậy? Ai nói với em là người ta không tự nhận vậy là khuyết điểm của em là tự luôn em luôn là em thấy đó. Em luôn hoàn hảo rồi. Nếu vậy thì tại sao em ế? Cái này ế chắc là nó do nhiều nguyên nhân á chị. Ví dụ nguyên nhân gì? Giống như là mình đang chờ người tử tế để yêu, hoặc là nhiều khi mình chưa đủ kinh tế để mình khống chế tình yêu. Tại em sao phải có cái vụ kinh tế để khống chế tình yêu là sao em? Giống như là bây giờ cuộc sống bây giờ á chị, thì đôi khi mình yêu đâu thể quá mơ mộng được, nó cần có một cái nền tảng ổn định để mình có thể là xây dựng cho tương lai sau này. Tại vì ở độ tuổi của em thì cũng nên yêu và mình xác định một cái gì đó chín chắn để lo cho sau này luôn. Dạ. Nhưng em ơi, em nói cái câu mà đang chờ người tử tế để yêu đó, cái câu này anh nghe nó không, hình như không lọt lỗ tai. Không lẽ cả đời này ai cũng không tử tế hết trơn hả? Tử tế nhưng quan trọng là tử tế với mình không chứ anh. Đúng rồi, phải nói rõ câu đó nha. Nghĩa là chứ có nhiều người tử tế nhưng mà mình là chưa có gặp. Đúng rồi. Cô này cũng hơi khó đây nè nha. Rồi, vậy thì bạn có cái chuẩn mực về cái người đàn ông mà bạn muốn tìm kiếm? Mình ở mỗi giai đoạn sẽ có cái chuẩn mực khác nhau. Giai đoạn hiện tại trước tiên thì em thích một người con trai hơn em. Giống như là phải cao hơn em nè, giỏi hơn em và phải xấu hơn em. Gì vậy? Là sao? Tự nhiên phải xấu hơn em là sao? Tại vì khi em đi kế một người nào mà người ta xấu hơn em sẽ cảm giác là em tự tin hơn, và người em cũng sẽ được người đó thương nhiều hơn, không phải giữ nhiều. Rồi, còn người ta đẹp hơn mình giữ nhiều mệt lắm chị. Từ xưa giờ tôi thấy ai yêu người yêu cũng muốn người yêu đẹp, ai khen người yêu mình, cô này tức quá, tôi coi cái mặt cô này coi. Gì kỳ cục vậy trời? Kỳ lạ vậy. Bây giờ người ta nói con trai đẹp thì có thể là đã yêu nhau hết rồi, hoặc là người đẹp thì thường đa tình, nếu mình giữ không được cho nên thích xấu hơn em. Thích xấu hơn để người ta chê chồng mình. Ai chê thì mình không quan tâm, chỉ cần mình thấy người đó tốt với mình là được. Cô này có yêu cầu lạ lắm nha. Chỉ cần tốt thôi, nó ngắn gọn là cần tử tế và tốt thôi. Rồi. Vậy thì cái mẫu người mà bạn không thích? Em không thích đàn ông nói xạo nhiều quá. Không thích đàn ông mà cơ bắp nhiều giống như là sáo muối vậy đó. Gì tùm lum vậy? Chị nói thiệt, chị ô bà nói yêu cầu xấu mà luôn. Không có đồng ý cái quan điểm mà kiếm cái người xấu nha. Dạ. Người đẹp vẫn tử tế như thường. Mình đi chung với người đẹp mình mới thấy đã chứ hãnh diện chứ sao tự nhiên kiếm người xấu vậy trời. Con này lạ quá. Bên kia có nhu cầu lạ quá. Quay ra coi. Dạ chào chị. Xấu quá. Thôi đừng có chớp chớp, không cần chớp cũng đủ xấu rồi. Cứ gần kiếm phèo vậy. Xấu nè, không có xấu mà hơi lạ luôn, lạ lạ. Vòng tay lên có cơ bắp không? Không. Bụng mấy muối? Bụng có một muối à. Cái này tôi thấy có nửa muối à. Tuần có 3 ngày thể thao vậy ơi. Thể thao gì, môn gì? Cầu lông, bóng đá với võ. Cầu lông, bóng đá với võ. Mày có tướng vậy đó hả? Dạ trời ơi, vừa được vậy nó tướng vậy chứ hôm trước gần gần lên rồi. Cô bên này có mô đen dữ lắm luôn, có thích người bạn gái mình diện không? Ăn diện không? Quan điểm của em là khi nào mà cái sản phẩm nó ra là nó phải chắc xám tí tệ của em. Em chỉ muốn cái người nào mà người là đẹp nhất trong lòng em là người sẽ mặc đầu tiên cái đó. Người ta đẹp đi ngoài đường mình có sợ người khác cua bạn gái của mình không? Cái gì của mình thì đi đâu suốt đời này nó người của mình thôi ạ. Đó là quan điểm. Rồi đồng ý. Đó, thấy chưa? Bạn phải tự tin lên, mình đẹp kiếm trai đẹp đi luôn, một cặp đôi. Đầu kia lạ quá, xấu. Tự nhiên lựa người xấu. Kỳ cục. Tôi hỏi là cái mẫu người lý tưởng của bạn trai thế nào? Em thì nói chung là mình ngành làm đẹp cho mọi người thì nhưng yêu cầu của em là phải có hình thức, có dáng. Giờ bạn cưới vợ, bạn cưới vợ làm mà người mẫu. Nếu mà kết hợp với hai càng tốt, nếu không có thì mình làm mẫu cái cũng được. Chúng ta kéo màn lên đi. 2 phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. Nó chưa thấy gì lấy hoa rồi. Người ta làm nghệ thuật, người ta cá lăng vậy đúng rồi. Thảo đang làm bên ngành gì? Dạ em làm bên giải quyết khiếu nại anh. Để coi mình có khiếu nại gì không, nhờ giải quyết.
Thời gian thì mình làm việc là làm giờ hành chính hay là làm như thế nào mà? Dạ em làm giờ hành chính. Hành chính hả? Dạ. Vậy nếu như mà sau giờ hành chính có nghĩa là mình thảnh thơi, mình không có làm gì đúng không? Dạ đúng rồi anh. Sau giờ hành chính là ở không, rảnh. À ở không rảnh. Tại vì chị chắc tưởng như cầm sẵn hai cái vé xem phim rồi. Dạ. Mà nếu mà anh đi xem mà có mình hay nữa buồn quá. Dạ. Chắc chắn là phải rủ em theo rồi. Dạ. Chắc lẽ là em đồng ý đúng không ạ? Rồi. Nhanh giữ tâm sự chút đi. Dạ. Cái sở thích của cô Thảo là Thảo hay có thích đi du lịch, đi phượt hay là đi lang thang đó gì đó không? Thì giống như là em thích đi dạo phố nè, em thích đi shopping, em thích thời trang, em thích chụp hình. À, ví dụ như em đang quen một bạn trai, vô tình một ngày đó người ta làm ăn kinh doanh, người ta bị mất hết, không còn vậy, một chẳng chỉ còn là một con người yêu em nhưng mà người ta không có về khả năng về tài chính, hỏi lúc đó em còn yêu người ta không? Khi mà mình đã yêu rồi thì dù như thế nào mình cũng yêu, nguyên nói là mình san sẻ với nhau. Với nếu mà trước khi mà người ta kinh doanh thất bại thì như anh nói, người ta đã có một cái thời kinh doanh thành công thì lúc đó mình cũng đã shopping nhiều rồi, nên tới giai đoạn đó mình sẽ ngưng. Lúc đó làm sẽ đi quyên góp và đi bán ra để mà lấy về xài đúng không? Đúng rồi anh, cái đó mình có thể là bán lại để mình tìm cái vốn kinh doanh nữa. Giờ hai bạn này lấy nhau ai giữ tiền? Chắc chắn là phụ nữ đó chị. Em giữ tiền cũng được chị. Nếu mỗi người có một câu nói về nhau, chúng ta sẽ tiến hành bấm nút 2, 3 bắt đầu. Em nhớ câu nói của anh nãy nha, anh có hai cái vé xem phim chị có tường lát tặng á. Em lại thích anh nói với em là nếu như mà sau này tự anh mua, anh mời em đi thì nó tốt hơn là của cái chuyện đó là cái chứ. Chuyện của ngày hôm sau, còn đúng mình muốn ngày hôm nay. Còn cái cho chuyện mỗi người hôm nay nó có một câu à. Nữa, bấm chuông rồi thì anh sẽ biết hết giờ. Rồi chúng ta để tay vào nút bấm. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để đó. Quyết định. Suy nghĩ kỹ nha. 1 3 đi anh. 2 5 5 không bấm á. 4 3 hết giờ. Đây ra đây. Hai anh chị rất là bản lĩnh. Cặp này đến với nhau rất là nhiều điều lý thú và hấp dẫn đây. Trước tiên chúng ta có thể nắm tay nhau, có điều kiện chứ mới tặng vé, chứ phải muốn tặng là tặng. Ủa nắm tay có vé. Đúng rồi.